Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá vùng sâu của Tây Bắc. Thì rất vui để được trở lại với quý vị và các bạn. Với những hình ảnh tiếp sau đây thì quý vị và các bạn sẽ cảm nhận thấy rằng những cái ngôi nhà, chính xác hơn là những ngôi lều được làm rất là vùng là sâu, là xa, bé nhỏ trong khu vực hoang vắng tại khu vực núi rừng của Tây Bắc. Ở đó là những cuộc sống thường ngày của người dân tộc Tây Bắc. Những cái hình ảnh thực tế sau đây giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về cuộc sống nơi vùng xa xôi hẻo lánh này. Trong này là nhà chăn màn, bếp. Cái mái nhà này nó siêu như muốn đổ. Mình vào đây để gặp bà con ở khu vực vùng sâu này. Thế một mình à? Dạ. Một mình à? Một mình. Ồ, thế một mình ở rừng này thì làm sao mà không sợ à? Vâng, ở trong nhà thì khá tối. Đây là những đồ đạc vật dụng của người bản trên khu vực vùng cao này. Thank you.
Đây là chắc là cái chuồng bò, chuồng trâu. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, càng đi vào sâu thì càng thấy người dân của Tây Bắc chúng ta rất là chăm chỉ làm việc và không ngại gian nan vất vả ở tận vùng rất là sâu này để làm ăn kinh tế, trồng cây lương thực. Ở đây là có hai vợ chồng, một đôi vợ chồng rất là trẻ. Ở đây là một ngôi nhà của hai vợ chồng còn rất là trẻ, còn ở đây để làm nương. Đây là một cái máy sát ngô. Kèm đây là một cái máy cày. Rồi là máy băm rau lợn. Mình bơm thuốc trừ sâu. Cái này trời về đun đấy chị. Nhà mình đi làm về đều phải chở củi đúng không? Đi chăn bò. Đi chân bò phải à? Chăn bò về. Đi làm toàn bằng xe máy hả? Chứ giờ củi chặt tới sao? Đi chân bò rồi là mang cả cơm đi à? Vâng, mang cả cơm đi luôn, xong là ở đây luôn. Nhà mình có xa đây không? Hả? Nhà mình có xa? Có xa, gần cái cậu mua này. Gần cậu mua à? Có chị em họ hàng gì không? Vâng, chị đấy. Chị đấy à? Chị cái bá của bá mua hả? Anh đi đâu mà không đi làm cùng với chị? Hả? Anh đi đâu? Hả? Đi làm nhà, đi xây nhà rồi. Đi xây nhà? Ừ. Đi xây thuê cho họ hay gì? Họ đây. Tận đâu? Đang đi Bá Móng. Cửa khẩu. Tận cửa khẩu. Cửa khẩu Lào đây mình nhỉ? Đi sang Lào rồi. Sang Lào rồi. Để đi làm vợ nhà chăn bò đúng không? Để nhà trông cháu. Trông cháu nữa đúng không? Cháu chăn bò. Thế đây là cháu lụi trong ngoài đây. Cháu lụi trong ngoài đây. Đi theo bà đi chăn bò. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ở những khu vực sâu như này nhưng mà mọi người sống rất là tự tin. Vâng, và trẻ em ở đây cũng được chơi đùa thỏa thích này. Con đang có cái gì đấy? Con trai hả? Con trai hả? Mình gặp là cô gái người dân tộc Mông đi lấy rau lợn. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, dịch sâu vào trong khu vực này thì có cách đường quốc lộ 6 khoảng hơn 40 km. Thì tôi vào được bản này có mấy ngôi nhà ở đây thôi, vâng, gọi là bản Sấy Lậu theo như người dân địa phương ở đây cho biết. Một bản rất là ít nhà nằm ở khu vực này. Ở đây thì cũng có
ruộng bậc thang. Mọi người dân ở khu vực này cũng đã tạo ra những cái ruộng bậc thang để cấy cả lúa nữa. Vâng, vào nhà bác của một bản 6 nhà này. Vâng. Chào anh nhá. Nhà mình có nhiều cái cây bách to thế nhỉ? Bách xanh này. Cái này có quả không? Có. Đây là một cái loại bách xanh mà có gỗ rất là thơm đúng không? Ừ. Đang giàng hoa đây rồi. Đấy. Đang giàng hoa. Đúng rồi. Chót lẽ thì luôn. Nhà mình ở đây thắp điện thì thắp bằng điện năng lượng mặt trời à? Vâng. À. Một tiếng hú năng lượng mặt trời. À. Cho em vào nhà tí. Xem đi. Đây là đèn năng lượng mặt trời nhưng mà chai này luôn chả cũng chả anh đang đây là đang hun cái gì đây? Chè à? Chè à? Chè 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 lá, chè lá đấy, chè cái búp đấy, búp chè đấy. À, đây là đang như là cho chè lá chè lên trên trên đây hun lên cho nó khô để pha chè uống nước hả? Ừ. Có phải cái như thế này mới là đặt đúng không? Nhưng mà có phải cái chè mà người ta hay dùng để uống hàng ngày đấy không? Ừ, đúng chứ. À. Ừ, nhưng mà cây này là ở bên Bắc Hùng quá. À, phát hết chứ nhỉ? À, thế thì cây. Tất hết tại nhà chú bác. Thế thì cây chè của nó phải to lắm đúng không? Ừ, chè đi hái ở bên Phát Đế. À. Đấy, hái ở chỗ anh chú bắt chuột chứ anh uống rượu với nhau ấy. À, ừ. Chú đấy, đi hái ở ông đấy đây. Hái ở chứ hái được ít đây này. Hái được ít. Nên mình chỉ làm này uống nó ngon hơn, nó thơm. Ăn rồi lúc con thằng lao cho phải ăn chia lại ô lại mốt. Giữ một chia là hết rồi nè. Bây giờ con đang ngủ đó nên chín mùa đây đang ngủ á ai chú tôi quay như coi chồng một con gì nhầm bó nào ấy giờ đấy rồi lên đây nè con đang tao thì nhỉ lo lên là nhé nhớ đi càng quả làm tao càng nhà tao đấy nhà tao thì muốn lo cho cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy chè coi chồng một con đi vào mướn. Chế lông toàn rau cái con nhớ nhau ai chị nhớ là nhau mà anh thể anh được mấy cháu tất cả là con gái con trai là đường bốn con trai hai đứa con gái bốn con trai hai gái là thì sáu và đứa lớn sinh năm bao nhiêu quy thì cái năng sinh nó rồi năng, nếu mà năng ấy ông chủ tịch xã này có nói thế làm thì là cả cái khai sinh thì được hết rồi nhưng mà ông ấy không chịu làm cho. Nói thế thì thế là đến bây giờ là cũng chưa có giấy khai sinh. Ừ, thế mình đi khai sinh thì nó không đúng. À, không đúng cái gì đúng không? Ngày tháng. Không đúng ngày tháng. Ngày tháng. Nghe là thế thì anh sinh năm 66 thì chắc con ngày xưa là lấy vợ là sẽ sớm đúng không? Lấy muộn tí. Muộn đến 20 không? Anh nếu mà phải 20. 20 đúng không? Ngày mong lấy muộn mới chờ lấy vợ là sớm 13 14 tuổi đã lấy vợ rồi mà đúng không? Thế anh lấy vợ 20 tuổi là anh lấy vợ là như thế là muộn. Thế thì năm nay anh 58 58 tuổi rồi thì con anh thì chắc năm nay nó cũng phải gần 40. Ừ, gần 40. Nó cũng già chứ. 38 đúng không? Ừ. Nó phải 38 tuổi rồi. Con gái đầu bây giờ nó cũng có con dâu rồi. Nó có con dâu rồi đúng không? Có con dâu nó đẻ nó cũng có cháu rồi. Ờ vậy thế là anh thường thành nếu mà bình thường tính ra gọi bằng cụ ấy có cháu gọi bằng cụ ấy đúng không? Cụ trẻ đấy. Các con cháu út. Đây là món chè của người vùng cao. Ừ, chè đúng không? Có phải có khác bên chè bên dưới kia không? Khác chứ. Khác đấy. Ô. Tôi nhau đó à. Tôi chứ cụ ta. Tại đó. Tôi còn nó xem. Ừ. 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 Ừ
nàng xếp hình to thì nó trống to. Nhà mình năm nay có trồng được nhiều ngô không? Cũng trồng ít thôi, trồng vừa vừa cho lợn với cho bán ít thôi chứ chả châu bò thì đều rẻ đúng không? Vâng. Có mỗi cái nguồn thu nhập tăng gia chính thì lại rẻ thì người dân không ăn thua, vất vả đúng không? Nhà nông dân thì khổ thôi, chả được đâu. San nhân nếu mà được thì giá thì san nhân thì nhất là cây san nhân đấy ạ. Vâng, nhưng mà san nhân thì có năng thì được, có năng không. Cái này là cái quả nó đỏ đỏ như mua cây của nó ở bên Trung Quốc về. Bên Trung Quốc về thì nó bên cái quả đấy thì mới nếu mà mới có giá. Ừ. Mới được giá cao. Rồi. Nhanh có trồng mấy nào không? Cũng trồng ít. Tức là cây trồng cả cây sa nhân bán cho họ hả? Vâng. Đấy thì nó còn đỡ hơn tí. À, đây có một cái cối. Còn mấy cày, còn mấy sát ngô này. À, cuộc sống người dân ở đây thì rất là nhiều những cái vật dụng mà người xuôi không có này. Nhưng cái này là dùng để đi lương, đi dãy thì để khoác lên vai, mang vật dụng và có thu hoạch những cái nông sản thì sẽ đựng vào cái này. Cái này được làm bằng tre nữa. Có cái này là để sửa dao sửa cuốc làm đây đúng không? Để làm cái lò rèn đây đúng không? Lò rèn đấy. À. Sửa dao sửa cuốc. Đấy, đánh lại. Đây nhíp để dùng làm dao đây đúng không? Ừ. À thế là anh đây là biết làm dao đúng không? Đúng rồi. Biết đánh dao, biết đánh cuốc. Đánh cuốc, đánh dao. À vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Càng đi vào sâu trong các vùng xa xôi và hẻo lánh thì càng thấy cuộc sống của người dân trên vùng núi Tây Bắc là còn rất là nhiều khó khăn. Vẫn có nhiều những ngôi nhà lương làm được tạm bợ ở trên này. Tuy nhiên cũng rất là chắc chắn. Vâng, tiếp tục hành trình còn rất là dài. Thì do thời gian có hạn, bởi vậy nên video này tôi xin được kết thúc tại đây. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trong quá trình khám phá cuộc sống của người dân vùng sâu vùng xa Tây Bắc.